ai xài Vertu cũng phải mê, cũng phải dùng bằng được, bởi vì nó tuyệt vời lắm. Chính vì những cái yếu tố đó nên Kỳ Lân thường những ATB là Kỳ Lân chỉ bán máy mới và chỉ bán máy bản quốc tế thôi. Và đặc biệt như lúc đầu clip Kỳ Lân đã nói là cái âm thanh của nó nghe rất là phê. Vâng, Kỳ Lân xin trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và tiếp tục chương trình review sản phẩm ngày hôm nay, Kỳ Lân xin được phép giới thiệu với tất cả quý khách một chiếc điện thoại Vertu Luxury, đẳng cấp Luxury. Đó chính là chiếc Vertu. Vâng, nhìn qua hộp thì chắc là rất nhiều bác chưa biết nó là Vertu là gì. Không làm mất nhiều thời gian của quý khách nữa, Kỳ Lân xin được phép khui hộp và gọi là đập hộp luôn. Rất là chi tiết. Wow, đẹp lắm. Một chiếc Vertu. Chắc hẳn đến đây nhiều bác đã đoán được đây là chiếc Vertu gì rồi. Vâng, đó chính là chiếc Vertu Atterby. Một phiên bản cảm ứng đẳng cấp nhất của Vertu. Một phiên bản cảm ứng tuyệt vời nhất của Vertu. Một phiên bản cảm ứng mà ai xài Vertu cũng phải mê, cũng phải dùng bằng được. Bởi vì nó tuyệt vời lắm. Không phải tuyệt vời về thương hiệu, không phải tuyệt vời về sự đẳng cấp trước giờ, mà khách hàng sẽ rất tuyệt vời khi được sử dụng nó về chất lượng đàm thoại tuyệt vời. Về chế độ âm thanh loa nghe gọi của nó rất là to, rất là trong trẻo và đặc biệt là nghe gọi rất là sướng tai. Đó là những cái đặc biệt của Vertu ATB này. Còn hẳn hiển nhiên về thương hiệu thì quá tuyệt vời về đẳng cấp rồi. Hiển nhiên về mẫu mã thì rất độc và lạ rồi, sang rồi, thì tính năng tuyệt vời nữa rồi, thì hội tụ đủ những yếu tố để thể hiện một sản phẩm luxury đẳng cấp Vertu. Và bây giờ trước khi đi vào chi tiết mở nguồn sản phẩm điện thoại lên, thì đang cho khách xem phụ kiện bên trong. Trong hộp thì có một cái hộp về sổ sách của nó đây. Đây là một cái thẻ chính hãng Vertu. Và có một tờ giấy và có một cái khăn để lau cho điện thoại chúng ta luôn luôn trở nên sạch sẽ. Và bên trong thì sẽ có ba cái túi đựng ba cái phụ kiện. Đầu tiên là một cục sạc rất là to, new. Cục sạc này sạc là rất là nhanh, 5V, 3A, 9V, 2,66A, 12V, 2A. Đó, ba cái đầu ra như vậy. Và tiếp theo là một cục sạc, một cái dây sạc chính hãng của Vertu. Và một cục sạc nhỏ hơn, gọn hơn để giữ trù dự phòng cho chúng ta. Là 5V, 3A, 9V, 2A và 12V, 1,5A. Dòng nó khác nhau một chút xíu. Rồi, phụ kiện đơn giản như vậy thôi. Còn nếu như muốn dùng thêm bao da hoặc là ví cầm tay đựng điện thoại, vừa đựng được điện thoại, vừa đựng được thẻ ATM, vừa đựng được tiền, vân vân, thì liên hệ với em luôn. Tại website của Kỳ Lân cũng có sẵn rồi, hoặc trên Zalo cũng có sẵn rồi. Trên danh mục của sản phẩm thì trên website Kỳ Lân Luxury cũng đã có. Và bắt đầu, Kỳ Lân xin được phép mở nguồn khởi động chiếc điện thoại Atterby này lên. Đây, camera quay sát lại, đây là một cái máy new mới 100%, mới vừa đập hộp, CRT chưa lục siêu, mới 100% nha. Rồi bây giờ Kỳ Lân sẽ bắt đầu khởi động để active. Quý khách hãy lắng nghe tiếng nhạc khởi động rất là thanh to. Và bây giờ mình sẽ coi cấu hình của chiếc điện thoại Vertu Atterby này. Hiện tại là chưa lột cái siêu lên nên nó hơi nhám nhám. Giới thiệu về điện thoại Atterby. Đây là hệ điều hành Android. Chiếc Vertu Atterby này
sử dụng hệ điều hành Android. Và hiện tại phiên bản Android của nó là 8.1. Vì đây là chiếc điện thoại mới chưa sử dụng nên thường tất cả hầu như đa số những chiếc điện thoại mới pin không quá 20%. Về chúng ta dùng thì chúng ta tự sạc nha. Tiền, ATM, điện thoại. Rồi, và sau khi kỹ năng Active xong thì giao diện của sản phẩm nó như thế này. Đây là bản quốc tế, thì quý khách lưu ý rằng là hiện tại thì có bản nội địa và bản quốc tế. Ở ngoài thị trường thì nhiều sản phẩm bản nội địa người ta nâng cấp lên bản quốc tế, hoặc là người ta dùng ứng dụng để mà cài CH Play dùng đỡ, thì khi mà mình dùng xong mình reset lại thì nó sẽ mất CH Play đó đi, cho nên mất hết những cái ứng dụng dữ liệu của chúng ta từ bản nội địa thành bản quốc tế trên main bao mạch luôn. Đó, thì khi một cái main tháo ra cắt COD và thay thế và xử lý thành một cái máy bản quốc tế, khi chúng ta dùng reset xong vẫn là còn là quốc tế. Bởi vì chính vì những cái yếu tố đó nên Kỳ Lăng thường những ATB là Kỳ Lăng chỉ bán máy mới và chỉ bán máy bản quốc tế thôi. Bởi vì những quý khách, những khách hàng đã có tiền sử dụng những sản phẩm đẳng cấp này thì không quan ngại mắc rẻ hơn một chút xíu đâu, mà quan trọng đến chất lượng. Kỳ Lăng chỉ bán tất cả những sản phẩm nào là bản quốc tế thôi, không bán nội địa. Và đặc biệt là những cái bản mà nội địa dùng phần mềm để mà chạy lên quốc tế hoặc là xử lý để thành bản quốc tế thì Kỳ Lăng không bao giờ chỉ đặc trưng, đặc thù và nguyên tắc là bản quốc tế. Vì vậy quý khách đừng so sánh những cái giá thành giữa bản nội địa và bản nội địa lên quốc tế so với bản quốc tế nha. Và bây giờ lấy sim ra thì nó cũng có hai cái option. Một là một phiên bản là đút cái tay vô cái khe này. Nếu như chúng ta để ý một cái máy mà nó có khe này hơi rộng thì chúng ta sẽ đút một cái vật mỏng vào đây để chúng ta lật nó lên được. Nhưng đối với phiên bản này không lật được, bởi vì khe nó bằng rít, càng bằng riếng theo phần da luôn, từ dưới lên trên. Và chúng ta sẽ bật cái sim ra như sau. Ngay đây nó có một cái chốt. Chúng ta nhấn qua bên này thì sẽ bật bên này, nhấn qua bên này nó sẽ bật bên này. Và bây giờ thử nha. Nhấn vào bên phải đi. Nó sẽ ra bên trái. Giờ nhấn ngược lên bên trái. Nó sẽ ra bên phải. Sim 2. Sim 1. Đơn giản như vậy thôi. Rồi bây giờ Kỳ Lăng sẽ cho khách nghe thử tiếng chung đặc trưng của. Rất là to, rất là thanh, rất là sảng khoái, rất là đã. Và đặc biệt như lúc đầu clip Kỳ Lăng đã nói là cái âm thanh của nó nghe rất là phê, không gây cảm giác đau tai, và nó lọc âm sóng chuẩn rất tốt, lọc sóng âm tuyệt vời và không gây cho chúng ta cảm giác khó chịu, đau tai khi mà đàm thoại một thời gian lâu dài. Đó là đặc điểm của sản phẩm đẳng cấp cao cấp Bertu so với những sản phẩm khác. Vâng, và bây giờ Kỳ Lăng sẽ giới thiệu thêm vài cái sản phẩm bao da nếu quý khách muốn mua thêm. Thì thường thì cái này là màu đen và có cái da nó cùng với cái da lưng này sau này. Nếu như một thời gian quý khách không thích màu đen, da đen thì mình có thể thay bất cứ màu nào, đen, đỏ, tím, vàng, xanh gì đó cũng được, thay bộ da này thôi. Kỳ Lăng luôn luôn có sẵn tất cả các màu để thay cho quý khách ngay lập tức, tại chỗ, thay nhanh, ngay và luôn. Và hiện tại với Bertu STB thì nó có những option về vỏ như sau. Đây là bản màu đen và có bản thép, tiêu bản thép, và có bản gold dàn khối nữa. Thì nó chỉ khác nhau về màu sắc và chất liệu thôi. Ví dụ như đây là màu đen với công nghệ mạ rất là cao cấp thành màu đen, và bản thép màu titan bản thép, và bản màu vàng thì là bản gold vàng nguyên khối. Thì giữa các bộ vỏ màu gì, chất liệu gì thì vẫn có phần da này. Phần da này thì có nhiều màu, ví dụ như mặc định đây là màu đen thì da này màu đen, và có cái thì da màu trắng, và đây hiện tại là da B. Có bản là da K6
da đà điểu, vân vân, các loại da luôn. Nó nhiều lắm, mà nhiều màu lắm. Thì khi mà dùng một thời gian cái da này nó hư hoặc là nó cũ thì quý khách có thể là lại kỳ lân sẽ thay cho khách ngay lập tức cái phần da theo yêu cầu, bất cứ màu gì, chất liệu da cá sấu, da đà điểu, da bê, vân vân, quý khách muốn da gì Kỳ Lân sẽ thay da đó, và màu gì Kỳ Lân sẽ thay màu đó. Tương tự thì bao da cũng vậy. Bao da này thì nó có dạng là ví cầm tay, mình có thể vừa nhét điện thoại vào đây, bên còn lại mình có thể nhét tiền và thẻ ATM, cầm đi rất là gọn, rất là sang. Và nếu như mình không thích dạng này, mình có thể chơi dạng xỏ. Như thế này. Nhưng mà Kỳ Lân thích nhất, cũng khuyên và khuyến cáo cho quý khách là nên dùng loại ví cầm tay, bởi vì thời buổi bây giờ, xã hội bây giờ thì đa số người ta sẽ dùng ví cầm tay nó nhiều, bởi vì nó rất là sang và rất là tiện lợi, tiện dụng. Khi mà chúng ta ra đường cầm một cái điện thoại bỏ trong cái bao da, túi ví cầm tay như thế này thì nó sẽ rất là êm và bảo vệ được điện thoại tuyệt đối. Cho dù có rơi rớt thì cái nào thì cũng điện thoại cũng sẽ khó bị ảnh hưởng, và đựng được tiền thẻ rất là tiện lợi luôn, và cầm rất là sang. Cầm rất là sang luôn. Thì đối với bao da cũng vậy, mình muốn làm da cá sấu, da bất cứ màu nào, da thằn lằn, da bê, nói chung là bất kỳ loại da cao cấp, đẳng cấp nào có trên thị trường và bất kỳ màu sắc nào có trên thế gian này, Kỳ Lân luôn có sẵn sàng và đáp ứng cho quý khách. Và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm này cũng như tất cả những sản phẩm đẳng cấp, đỉnh cao khác, xin mời quý khách truy cập trực tiếp trên website kylanluxury.com hoặc có thể kết nối qua Zalo 0901 247 247, hotline cũng là 0901 247 247. Một lần nữa, Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian rất quý báu của mình để mà xem clip của Kỳ Lân review. Kỳ Lân xin đa tạ, và hãy ủng hộ Kỳ Lân để theo dõi nhiều sản phẩm hấp dẫn đặc biệt khác trong những clip sắp tới bằng cách subscribe kênh YouTube này cũng như like theo dõi fanpage này để ủng hộ Kỳ Lân. Và một lần nữa, Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công, và đến với showroom của Kỳ Lân Luxury để giao lưu nhé. Kỳ Lân luôn mong muốn được sẵn sàng để giao lưu cùng với tất cả quý khách. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.